bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền chống nhà nước. Ngày 6 tháng 9 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Đăng Phước, sinh năm 1963, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số nhà 19/6 đường Giải Phóng, tổ dân phố 7A, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2019 đến nay, Đặng Đăng Phước đã lợi dụng mạng xã hội Facebook, thường xuyên biên soạn, đăng tải nhiều bài viết, video clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạc chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mặc dù đã được các cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở, giáo dục và yêu cầu đối tượng Đặng Đăng Phước chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, nhưng đối tượng này không những không chấp hành mà vẫn tiếp tục hoạt động ngày càng quyết liệt, cực đoan hơn. Đặng Đăng Phước là giáo viên âm nhạc trường trung cấp mầm non tỉnh Đắk Lắk, nổi tiếng trong các mối quan hệ với các nhóm phản động trong và ngoài nước như Nô U, Việt Tân, Quạ Đen Cứu Thế, với những bài viết xuyên tạc bồi nhọ chế độ đất nước, cổ suý cho các hành vi chống phá chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Từ lâu, cư dân mạng đã rất bức xúc khi Đặng Đăng Phước vẫn đứng trên bục giảng, trong khi hắn vẫn câu kết với đám phản động trong và ngoài nước, tiến hành nhiều hoạt động chống phá nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân và làm giảm niềm tin của người dân vào chế độ. Thật vô phước cho các em khi phải nghe những lời giao giảng lật lọng của Đặng Đăng Phước từ nơi bục giảng. Nhưng cũng thật may, cuối cùng thì tên chở cờ Đặng Đăng Phước cũng phải về nơi mà hắn thuộc về. Hiện, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.